Cách đây khoảng 100 triệu năm, một thiên thể có đường kính khoảng 10 km đã bị bắn ra khỏi vành đai tiểu hành tinh. Quỹ đạo ban đầu của nó bị sao Mộc làm xáo trộn và hiện tại nó đang lao về phía trái đất với tốc độ 640.000 km/h. Cú va chạm dự kiến sẽ tạo ra sức mạnh tương đương với 6 triệu quả bom Sa Hoàng. Nhiệt lượng sinh ra từ vụ va chạm có thể thiêu rụi bất kỳ vật thể nào trong bán kính 1.000 km chỉ trong chớp mắt. Động năng cực lớn của vụ va chạm sẽ đẩy 300 tỷ tấn bụi vào tầng khí quyển, khiến trái đất rơi vào một mùa đông kéo dài, làm 75% các loài động thực vật tuyệt chủng ngay lập tức, bao gồm cả loài khủng long, những sinh vật to lớn nhất từng đi trên trái đất. Sao Mộc đã giúp dọn dẹp những trở ngại để duy trì sự sống trên trái đất. Dù thỉnh thoảng vẫn có những tiểu hành tinh bay về phía chúng ta, Sao Mộc vẫn đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ. Đối với các vật thể bay từ phía xa của hệ mặt trời hướng về phía trái đất, lực hấp dẫn mạnh mẽ của hành tinh khí khổng lồ này giống như một bức tường chắn. Khoảng 100 năm trước, một sao chổi có đường kính khoảng 4 km, gồm đá và băng, đang lao về phía bên trong hệ mặt trời. Nhưng Sao Mộc đã cản đường đi của nó. 70 năm sau, một nhiệm vụ được triển khai nhằm chứng kiến hiệu quả thực sự của lá chắn Sao Mộc. Tàu vũ trụ Galileo phóng lên và sau 3 năm, sao chổi Shoemaker-Levy 9 bị lực hấp dẫn của Sao Mộc bắt giữ, bị mắc kẹt trong vòng tay chết chóc của hành tinh khổng lồ này. Lực thủy triều bắt đầu xé rách sao chổi và hành trình tiến vào bên trong hệ mặt trời của nó kết thúc. Ngày 16 tháng 7 năm 1994, tàu Galileo quan sát được những mảnh vỡ đầu tiên của sao chổi đi vào khí quyển của Sao Mộc. Những mảnh vỡ này lao vào khí quyển Sao Mộc với tốc độ 60 km/giây, ma sát nhanh khiến chúng nóng lên đến mức gần bằng nhiệt độ của mặt trời. Lần va chạm lớn nhất giải phóng năng lượng tương đương với 6 triệu tấn TNT, tạo ra một đám mây đen rộng tới 12.000 km. Các mảnh vỡ của sao chổi Shoemaker-Levy 9 tiếp tục va chạm với sao Mộc trong suốt 6 ngày, trông giống như những tia sáng khổng lồ trên bề mặt sao Mộc. Những hình ảnh va chạm này vô cùng hùng vĩ. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà con người từ khoảng cách 240 triệu km được chứng kiến một sao chổi va chạm với hành tinh.